Nên xin chào cô chú anh chị em gần xa ha. Bữa nay tiếp tục hành trình đi bẫy chuột lại ha cô chú anh chị. Tại vì hôm gài hai chồng nên lo vụ ba cái vụ học hành của mấy đứa nhỏ với thời buổi dịch bệnh nè, giờ người ta tụ trường lại á cô chú anh chị. Giờ vợ chồng nên cũng đang lo là mấy đứa nhỏ vô tụ trường lại rồi không biết sao đây, tại vì hai đứa nhỏ, hai đứa con của nên á chưa có đứa nào chích được chích ngựa cho á. Đứa thì học lớp 4, đứa thì vô lớp 1. Cho nên nên cũng đang vợ chồng nên cũng đang lo cái vụ mà dịch bệnh nè, cũng chưa biết sao đây. Bây giờ cũng ổn định rồi. Hai đứa nhỏ cũng cũng vô trường học lại rồi. Rồi giờ bắt đầu tiếp tục cái cuộc sống mưu sinh của hai vợ chồng nên tiếp ha. Vì cái nghề bẫy chuột ha cô chú anh chị. Thì cái bến phà này là bến phà Tân Châu. Phà Tân Châu đi qua bên Hồng Ngự ha. Bên đây là còn bên Tân Châu nè. Bên đây là Tân Châu. Còn đi qua sông, đi qua bên bển là về Hồng Ngự rồi. Qua bên đó là Hồng Ngự, nó nằm về thuộc tỉnh Đồng Tháp rồi cô chú anh chị. Qua bên sông bên đó đó. Rồi bây giờ cũng đã phà qua nè. Bắt đầu cái là nên sẽ đi xuống phà qua bển này, nên sẽ đánh ở bên cái giạc ở bên cánh Hồng Ngự ha cô chú anh chị. Kẹt xe luôn rồi. Nay đi thì cũng có mấy anh em từ Đen miền Tây với em Khang thì qua trước rồi. Còn chung một hướng thì có Tư Đen miền Tây nè. Đó. Ở đây bà xã nè, đó nguyên đống đồ. Rồi, bắt đầu để nên sẽ xuống phà ha cô chú anh chị. Chừng nào qua tới bển thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem ha. Bây giờ hiện tại nên đã tới điểm đặt ha cô chú anh chị. Thì cái đồng này cũng là cái đồng cũ rồi. Đồng này là kêu bằng Thường Phước ha. Thường Phước thì nên này là nên chạy vô trong cái đường kinh rồi. Thì nếu mà ra ngoài cái đường lộ đó đó, chạy thẳng xuống là ngay chân cái cửa khẩu á, cửa khẩu qua giáp ranh với nước bạn á, cửa khẩu luôn. Là ngay chân cái cửa khẩu Thường Phước. Là cái bên đây là kêu giạc về Thường Phước, nhưng mà nó cũng nằm ở bên là thuộc tỉnh Đồng Tháp ha cô chú anh chị. Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp. Thì nên đã tới nè, cái đồng này thì đồng nên cũ nè. Đồng này thì lúc trước mấy anh em cũng đã đánh rồi, nhưng mà đánh cái đầu tuốt ở ngoài cặp đường lộ chính á, ra ngoài đó. Nhưng mà em Khang qua tới. Thì bây giờ lúc nên đánh ở ngoài đó, bây giờ là nên chạy vô trong đường kinh ha. Là đánh đầu trong này, đầu trong này thì giờ người ta cũng đang cắt nè. Có người ta đang cắt kìa, nó máy đang cắt cái dưới á, khúc trên này cũng vậy, khúc này có chỗ cắt rồi, có chỗ khúc trên đó thì cũng có chỗ chưa cắt ha. Thì nên lúc nên đánh đầu ngoài, giờ nên đánh đầu trong ha. Ở đây người ta trồng rau muống nè, đa số ta trồng rau muống lặn lấy hột á cô chú anh chị, lấy giống á, lấy hột á, ta trồng rau muống nhiều lắm nè. Nhìn kinh ha, ở đây có người ta đang móc, đang vét cái nè. Thì bây giờ nên sẽ chạy xe xuống dưới ruộng,
chạy xe xuống đó rồi kiếm chỗ dựng trại ha cô chú anh chị. Thì tối nay anh em lên sẽ cứ ngủ đây và sẽ đặt chuột ở đây luôn. Rồi. Đường này Tư Đen miền Tây đặt rồi nè. Họ thì nên đặt từ khúc trên đó, nên đặt dài lên trên kia vòng qua. Còn em Khang thì đặt dài xuống dưới này, dài xuống dưới đây. Thì nên tối thì chút xíu nữa chứ giấc chiều cái nên sẽ về cái chạy, cái nên ra ngoài giữa ruộng. Chứ để đây là con chuột, không có con chuột ra luôn. Nhưng mà phải về ra ngoài. Rồi ở đây thì bữa nay cũng không có gì, thì nên có đem theo mớ khô rồi với dưa leo cà gió là làm da chua chấm mắm me ha. Thì bữa cơm đơn giản rồi thì nên mời cô chú anh chị em dùng cơm với anh em lên ha. Rồi mời cả nhà dùng cơm. Ơi dùng đũa đi, mời cả nhà ăn cơm. Nãy giờ mày đang đi ngoài nắng vô mệt rồi. Hấp quá hấp. Uống nước đi. Bụng đi trời nắng này hóc lắm chịu nổi. Ngày có thằng em của Nên đi qua theo đặt chung luôn cho vui. Lính của ông Nên mà giờ là đặt bảy nhiều hơn của ông Nên. Đó đặt có 100 mấy rồi, giờ là 300 mấy rồi. Đó đặt có 100 mấy rồi, giờ đặt còn hơn mình. Giống như em đó thôi. À đó cũng có 100 mấy nhiều, giờ lên 300 mấy. Như bữa em đặt ở trong rồi Vĩnh Gia Vĩnh Đều không? Lạc Quế à. Ừ. Thì cũng gần gần trong đó con như nó. Cũng Vĩnh Gia Vĩnh Điều á. Không Vĩnh Gia Vĩnh Điều trong đó nữa. Xích vô trong chút xíu nhiều. Lạc quế ngoài này. Giờ nên sẽ vô ăn cơm. Nên hẹn cô chú anh chị lại gì đó. Tối nay nên có đi thăm chuột á. Thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem ha. Giờ này thì nên cũng đã đặt xong rồi nè. Nên đặt theo cái bờ kinh này nè cô chú anh chị. Ở bên kia thì người ta trồng rau muống ta trồng lấy hộp á. Còn bên đây thì ta trồng lúa. Nè, cờ của Nên nè. Xe Nên đẳng kìa, ngoài xã Nên kìa. Giờ này thì cũng 5 giờ ngoài rồi. Lúa người ta cắt cũng hết rồi nè. Mình nên đặt không hết bẫy cô chú anh chị. Nên đây còn đâu gần 20 cái bẫy đây nè. Không hết chỗ đánh, không có đường. Không có đường mòn để đánh. Nên còn đâu 20 cái nè. Đánh thấy cái đường thì thấy nó cũng không có mấy gì im. Không có thấy đường mòn của chú anh chị. Nên đường thấy cũng không mấy gì im. Nên đặt cái rồi. Giờ này bắt đầu nên đi lại đằng chạy. Để kiếm chỗ dựng cái chạy lên. Tối ngủ. Rồi nên hẹn cô chú anh chị tối nay là nên đi vợ chồng nên đi thăm á, nên sẽ chia sẻ tiếp nha cho cô chú anh chị xem. Chưa giờ là đi lội nắng quá trời nắng. Nên xin chào cô chú anh chị em ngày mới ha. Thì giờ này chắc cũng lội chắc cũng năm mấy 6 giờ hay giờ 6 giờ cô chú anh chị. Thì vợ chồng lên thức nè. Này khúc này cũng có sương mù có sương mà ít. Thì tối thì anh em nên dựng mấy cái lều ngủ đây. Của Tư Đen thì dọn rồi, Tư Đen đang cuốn bẫy rồi. Rồi tối nên không có đi thăm luôn cô chú anh về. Tối nên đi có một khúc à. Thăm đâu cũng 20-30 cái gì đó.
thấy không dính gì trơn, cái nên đảo lại luôn để sáng cúng giống gì tối với phần xe người ta chạy á, để chở gom với chở lúa kéo vô hầm hầm á, sợ chuột nó nhát hay gì nên cũng không biết, rồi thấy gì thôi nên để tới sáng nay cuốn luôn nè. Rồi bây giờ thì hai chồng nên sẽ chuẩn bị đi rồi thẳng cuốn bả gặp, thì nên mời mời cô chú anh chị cùng theo cuốn gặp với hai chồng nên ha, mong rằng sẽ có lý ha cô chú anh chị. Thì ngày mới thì nên cũng không quên chúc cho cô chú anh chị em mình có một ngày mới luôn gặp nhiều may mắn luôn ha. Ngắn ngắn mình thấy dính một con kìa. Đây, một em. Cái này chắc quá, cái ăn dính. Đây, một con nữa. Đặt theo đường kinh nè, dòng qua bên đó. Cái đám bên kia là còn lúa, ta chưa cắt. Hôm nay không biết nên, không biết người ta cắt không. Cắt qua mép bên đó. Ồ, đây dính còn nữa. Chuột gì đâu. Nó lỡ không à. Ủa, cái gặp đây đâu. Cái gặp nên đây đâu mất tiêu ra. Nên kiếm cái gặp rồi đâu mất tiêu gặp rồi. Đây, nên hay dính một con bự bằng chi luôn. Đèn con nữa. Cái gặp tự nhiên nên đặt kia mất tiêu cái gặp. Dính con gì á, rồi cái nó tha. Từ khi gắn hay gì đó. Nó lội vô đâu nên không thấy. Con muốn này ta chồng lấy hộp không là có chú anh chị. Đa số nên thấy ở trên đây à. Trên đây là người ta trồng rau muống á, nhiều lắm. Trồng rau muống để lấy hộ á. Đây còn nữa nè. Bà xã nên thì gom hết bên đó kìa. Bà xã nên gom bên đó, nên gom bên đây. Chết luôn. Cái này cũng chết luôn. Chết nhiều hơn dính. Cũng quẹo luôn. Cái này dính không? Cái này dính nè. Đây, một con. Trang nặng nên thấy sập nữa kìa, mà không biết dính không đây. Thấy sập đó. Đó, một con nữa. Con này à, nhỏ. Ủa, cái này dính con nè. Nhỏ nhỏ nhiều chưa? Sao chuột nhỏ nhỏ không? Lỡ không? Hai cái này chứ quá. Cái này nên thấy sập nè, không biết dính không đây. Ồ, sập mà không dính ta. Uổng đi. Sập mà không dính quá tiếc luôn. Phong cảnh buổi sáng. Có không vợ? Mấy con hả? Sẵn gom đằng đó đó. Nên đây gom đằng đó khúc nữa là hết rồi. Cái dòng gọi là bên kia, cái khúc trên đó còn lúa. Nên đây ra giặt trong, ta trồng gãy rồi nhiều. Đây một con bự.
cái này thì cây gặp không. Có cái hãng đây nè, nó chạy đường bên này, chạy đường bên kia hay gì. Cái này cũng chết quớt luôn. Sáng nên đi vừa gom gặp vừa ấy vừa quay. Có gì hơi bị ấy cái cô chú anh chị thông cảm cho nên ha. Tại vừa gom vừa quay thì nó cũng hơi khó. Rồi sáng nên thì quay y đi gom mấy bên kia. Sao vậy? Sao nhá? Bị gì? Nhức khớp à. Ít lỗi ngang nữa mà nghe nhé. Đây một con bự đó, nó dính con nhỏ. Ồ, đây dính con bự nữa, đằng đó dính con nhỏ. Đi à, đó con nhỏ đó. Ồ, cái này bị ủi gập hả vậy? Cái này bị ủi gập mà. Nãy đằng kia ủi luôn mà nguyên đống ốc luôn. Ừ. Đặt không ngay nó bị ủi. Nó đi. Không. Ừ. Nó chết luôn hả? Kìa cái đằng đó dính kìa em. Đó. Dính như cái đám đậu á. Bự quá không? Ok. Cái con bự im. Cái này bị ủi nữa nè. Cái này đặt ngay gì mà sao cái đường gì mà im mới ghê luôn mà bị ủi đó. Cái đường này chạy ra ngon cái ghê luôn mà không dính. Đây. Ảnh nằm một cục. Nên đặt dài đây, cái dài vòng qua đó là hết bẫy. Đó dính con đó. Bự nha. Bự hả? Kìa đằng đẳng dính con kìa. Đó dính con. Mấy cái ngoài này gì mà thất thủ. Gặp không nhiều hơn gặp dính. Một bé. Cho bà xã lên nè. Xã lên đổ mà chuột ra kìa. Sắp lại à. Thì nên đi gom tiếp. Cái này im quá mà không dính. Càng là nên thấy chết nhiều hơn dính. À đây dính con. Một bé. Đây thêm một bé nữa là hai bé. Hay có cái nào dính cái nên sẽ quay chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Ồ mấy cái này chết không. Đây một bé nè. Bé bự bé bự bé bự rồi chết quớt. Nằm một cục thái xương, cục thái xương liền. Đây một con nữa. Dính này, cái này chết quốc. Chết quốc, chết queo luôn.
Đây nên đi lại đẳng khúc nữa là hết bẫy luôn. Cái vạt bờ hầm này im thấy ghê luôn. Mình lên không thấy hang. Đây còn bự nè. Vạt bờ hầm này quá đã, nhìn đã cực kỳ. Vì mà không có chuột. Nó buồn ghê luôn. Cái này dính ông siêu mini. Cá chút ăn. Bình nó dính còn nữa kìa. Đây, một con bự nữa. Siêu trọt khổng lồ. Cái này chưa quá. Đây. Một con công nhum. Công tơ. Bích lợp. Công nhum bích lợp luôn. Vô vỏ đây còn. Không nên không có thấy hang công nhum mà đặt cũng được con công nhum. Im. Không thấy hang đó. Mà dính được con. Đây, một con nữa. Chuột bự. Siêu to. Ôi, mấy cái này bao dây quá trời mà chết quá không. Không dính con nào hết. Cũng mấy 50 cái à, 3 lớp mà. 3 lớp, 4 lớp gì đó. Hai chồng nên gom gặp sáng giờ cũng xong rồi. Được nhiều chuột rồi cô chú anh chị. Thất thủ rồi. Sao năm nay sao làm ăn kỹ ra, năm nay toàn là thất thủ không à. Không khi nào trúng vậy. Em cũng thất thủ luôn. Chạy cá không có luôn hả? Chạy sớm giờ được có con cá rô phi với con cá rô đồng mà cá rô phi vũ cái chài sợ sợ qua cái gác cái cá rô phi đi xuống sông luôn. Rồi có cái rô thả luôn, thất thủ luôn. Thì năm nay đầu từ lúc Tết tới giờ là nói chung hai chồng lên toàn là đặt chuột, toàn là thất thủ không à. Gì đâu mà kiểu gì hoài chắc nghi á. Đói. Kiểu gì hoài là đói thiệt, không phải đói cá lương nè. Được em cũng nhâm mà ngồi gãi. Đừng con một. Nhỏ không tơ. Tơ. Lỡ không bự, không bự là nhỏ không nhỏ. Được nhiêu ký trời, 4 ký không chờ. Hên xui. Căng biết. 4 ký chắc được. Chuột bự bự không à. Mấy con này nhỏ không nhỏ mà gắn không gắn nó lỡ. Bó tay luôn. Chúng ta phải bó tay thôi. Bữa nay giờ kiếm cái đường nào gỡ gạt đi. Bây giờ đâu đây biết đường nào đâu gỡ. Giờ chịu khó cắn răng chịu đựng đây bữa nó đi rồi cái mới. Cái đồng hôm bữa chạy xuống cái đồng hôm bữa đầu tiên, cái bữa đầu tiên hôm qua em nói anh vô cái tờ vô đầu trong. Anh nói chung là hang nhiều dữ lắm, hang luôn. Anh dòm hang bắt quá, anh đặt nó cũng còn dính lại những cái con chuột gôi. Đồng dưới đó đó. Dính không hoặc là sợ chết quất luôn. Bây giờ trên này cũng đường nào cũng phải chết rồi, mình chạy đi kiếm đường khác lỡ phải thì. Đâu có tính đặt đang bữa nữa, mai lên đồng trên. Đồng trên bên này nè mà khúc chảnh á. Qua nó đâm 3-4 máy vô nó cắt rồi đó. Cho nó mở bữa nay cũng rộng nữa, mai lên đó được rồi. Nguyên vạt đây nè, vừa qua ngay chân cái bùng binh vừa lên bến phà đó, nó chín vàng khè trơn đó, chuẩn bị cắt hết trơn đó. Thì nó cắt vạt đó trước đó. Mình là
mình đổ chuột vô, mình chạy ra chợ đi, chợ mua đồ ăn sẵn, sẵn đi dọ cái đồng bên kia kìa, cái đồng hôm bữa mà mấy anh em mình dọ hồi lúc mà đặt xong đi về á. Cái đồng đó coi cắt chưa, cái đồng hôm bữa mà vừa ba vụ đồng bên kia á, đồng đi cao á, cái đồng ba vụ đồng hồi trước anh có đặt bẫy bên đó đó. Đó chưa mà đó còn xanh dần mà chưa đâu. Đó còn xanh hơn lúc bên bên cái cánh bên vụ 2 bên đây nữa. Để nên đổ tiếp chuột vô cây nên cần thử được nhiều ký hả cô chú anh chị. Này hẻo rồi. Cho bà xã anh cần thử. Thì cũng dèm. Nặng à. Đây để anh căng cho. Sau khi 68. Để anh căng cho. Để khoan khoan hạ xuống đây. Rồi dở lên luôn. Dở mạnh lên luôn. Tưởng sao anh cần không. Anh cũng cần mạnh. Anh đang cầm máy rồi. Sao mà nó nhảy tới mười mấy ký luôn rồi. Để xuống lại coi. Nè cầm đi. Để lên cằn cái. Rồi bấm sao nó nhảy gì luôn rồi. Tại anh. Anh bấm mà. Rồi. Bấm chung cái nút gì à, nó không phá nữa hả? Đâu có. Nó lâu khóa quá. Tại nói tại cái tay em cà gung mà. Rồi đúng rồi, 6.9. Rồi có khóa chưa? Chưa, đang giật khóa gì. Đó. 6.9. 6.9 thì còn 4 ký. T7. Được 4 ký 7. Cô đang nhiều không? Cô đang nhiều, đêm hôm giờ chắc 5 ký mấy 6 ký gì đó. Tính tối luôn hả? À, tính thăm tối luôn, chưa tối luôn. Ừ. Tạm ổn. Cũng được đi. Mà tại vì nó là mượn bẫy em mà. Ừ. Mấy không mà. Nhiều bẫy mà. Rồi, thôi giờ nên cũng tạm dừng video đây luôn ha cô chú anh chị. Vậy nên cũng cảm ơn cô chú anh chị cũng đã bỏ thời gian theo. Vợ chồng nên trải nghiệm thăm mấy chuột ha. Vợ chồng nên cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Thì nên cũng xin hẹn cô chú anh chị lại video sau. Chúc cô chú anh chị xem video dễ. Bye bye. Chào cả gia.